Bài thứ ba, Quán Từ Bi. Mở đề: trong các nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình và cho người, tánh nóng giận là một nguyên nhân lớn, chẳng kém gì lòng tham lam và tánh ngu si. Từ vô thủy đến nay, sự xây dựng của loài người lớn lao vô kể. Những sự phá hoại vì lòng giận dữ của họ cũng lớn lao vô cùng. Loài người xây rồi phá, phá rồi xây không ngừng. Chẳng khác gì những đứa trẻ xây nhà trên cát, xây xong rồi đạp đi để rồi xây lại. Và nguyên nhân của sự phá hoại ấy là lòng nóng giận. Có những sự nóng giận nho nhỏ trong nhà, giữa vợ chồng, làm đổ vỡ chén bát. Có những sự nóng giận giữa anh em, làm u đầu, sưng trán. Có những sự nóng giận giữa bạn bè, làm đoạn tuyệt đường đi lối về. Có những sự nóng giận giữa tình địch hay đồng nghiệp kinh doanh, cần phải thanh toán bằng lưỡi dao, mũi súng hay lò axit. Có những sự nóng giận lớn lao hơn, giữa nước này với nước khác, màu da này với màu da nọ, chủ nghĩa này với chủ nghĩa kia, mà kết liễu là những thây ma nằm ngổn ngang trên bãi chiến trường. Những kẻ tật nguyền trong các bệnh viện và những chiếc khăn tang trên đầu các cô nhi quả phụ. Tất cả những tai họa trên đều do sân hận mà ra. Sân hận nằm sẵn trong lòng mỗi người như những ngọn lửa âm ỉ cháy, như những ngòi thuốc súng sẵn sàng bùng nổ bất luận lúc nào. Lửa gặp lửa, thuốc súng gặp thuốc súng không nói. Chắc ai cũng biết tai hại do chúng gây ra lớn lao như thế nào. Bê lớn, chánh đề. Một La Mã, định nghĩa. Thông thường người ta có quan niệm sai lầm rằng từ bi là bi lụy, mềm yếu, than khóc, tiêu cực. Người ta tưởng rằng hễ đã từ bi thì ai muốn làm thế nào mình cũng chịu, sống trong hoàn cảnh thế nào mình cũng phải theo. Thiếu tinh thần tiến thủ. Tóm lại, từ bi theo nghĩa thông thường là than khóc và nhu nhược. Nhưng thật ra, từ bi theo đạo Phật có nghĩa khác xa. Phật dạy: từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Nghĩa là từ là cho vui tất cả chúng sinh, bi là diệt trừ cái khổ cho tất cả mọi loài. Diệt khổ và cho vui, đó là tất cả nguyện vọng và hành động lời tha cứu đời của người có lòng từ bi. Thế nên từ bi không phải là thụ động, là trốn đời hay nhu nhược. Cái khổ và cái vui nói ở đây không chỉ là khổ và vui vật chất, mà gồm cả khổ và vui tinh thần. Hết khổ và được vui, tức là hai khía cạnh của cuộc đời, nhưng không thể rời nhau được. Khi được vui một phần nào, tức là đã bớt khổ một phần nào. Ấy là trong từ có bi. Và trái lại, khi bớt khổ một phần nào, tức là đã được vui một phần ấy. Như thế là trong bi có từ. Cũng như một đứa bé đang khổ sở vì đi lạc đường, bỗng có ai chỉ đường cho nó, nó liền vui mừng và hết khổ. Vậy từ bi là một lòng thương rộng lớn vô biên. Nó xui khiến người ta vận dụng tất cả khả năng, tâm tư, phương tiện để làm cho mọi người, mọi vật thoát khổ được vui. Hai La Mã. So sánh từ bi với bác ái. Bác ái là tình thương yêu rộng lớn. Như thế thì bác ái và từ bi đều có một tính chất giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ rộng hẹp, sâu cạn mà thôi. Có người cho rằng bác ái rộng hơn từ bi. Cho như thế là vì chưa hiểu rõ nghĩa hai chữ từ bi. Như trên đã định nghĩa, từ là cho vui tất cả chúng sinh, bi là diệt trừ mọi nỗi khổ cho tất cả mọi loài. Chúng ta đã biết Phật dùng hai chữ chúng sinh là để chỉ cho tất cả mọi sinh vật. Vậy từ là cho vui tất cả mọi sinh vật, chứ không phải riêng cho loài người. Tất cả mọi vật có sự sống đều được chung hưởng tình thương ấy. Còn bi là diệt trừ mọi nỗi khổ cho chúng sinh.
Chúng ta nên để ý là trong câu định nghĩa chữ Hán, các kinh dùng chữ bạc, nghĩa là nhổ tận gốc rễ. Dân, nhổ tận gốc rễ của cái khổ, chứ không phải chỉ thoa dịu cái quả khổ trong hiện tại, mà vừa chữa cho khỏi nguyên nhân hay gây ra đau khổ. Như người làm giường không phải chỉ phát cho sạch cỏ trên mặt đất, mà còn đào sâu xuống dưới, nhổ cho hết gốc rễ của cỏ nữa. Như thế thì từ bi về phương diện không gian bao gồm tất cả mọi loài, còn về phương diện thời gian bao gồm tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn bác ái thì chỉ chú trọng nhiều về loài người mà ít để ý đến sinh vật, và chỉ lo cứu khổ cho vui trong hiện tại mà ít nghĩ đến cái quả trong tương lai. Nói một cách khác, từ bi là gồm hết nghĩa bác ái ở trong, còn bác ái thì chẳng trùm được lý từ bi. Ba La Mã: từ bi cứu khổ và cho vui như thế nào? Trong khi so sánh từ bi với bác ái, chúng tôi đã nói về phương diện không gian, từ bi bao gồm tất cả mọi loài. Thật thế, tình thương của đạo Phật vô cùng rộng lớn. Phật dạy không được sát sinh người mà cả muôn vật nữa. Người Phật tử chân chính triệt để tuân theo lời Phật dạy, không những không giết hại sinh vật để ăn, mà cũng không giết hại sinh vật trong các cuộc săn bắn hay câu cá để mua vui. Ngày xưa, các vị tỳ kheo trước khi uống nước ao hồ phải dùng một cái lọc để lọc nước, như thế vừa hợp vệ sinh, vừa tránh khỏi sát sinh những sinh vật nhỏ ở trong nước. Mỗi khi vào cầu, những người tu hành phải gõ xuống đất 3 tiếng để cho những sinh vật dưới cầu biết mà tránh trước. Những cử chỉ ấy mặc dầu nhỏ nhặt nhưng đã thể hiện được một cách chân thành lòng từ bi của người Phật tử chân chính. Chính nhờ lòng từ bi ấy mà cuộc đời bớt khắc nghiệt, khổ đau, sự chém giết bớt tàn khốc, chiến trường được thu hẹp, người và vật không còn sát hại nhau, mà trái lại còn xem nhau như anh em. Nhưng nếu chỉ cho vui và diệt khổ trong hiện tiền mà không nghĩ đến cho vui và diệt khổ trong tương lai thì cũng chưa gọi được là từ bi. Bởi thế, cần phải gây nhân vui và diệt nhân khổ. Nhân vui và nhân khổ ở đâu mà có? Trong kinh thường dạy, khổ do nghiệp, nghiệp do hoặc, hoặc tức là phiền não. Phiền não đều ở trong tâm mỗi chúng ta. Tâm là nguồn gốc của mọi hành động và mọi kết quả. Vậy thì quả khổ hay vui chỉ do tâm cả. Tâm chúng sinh đầy rẫy phiền não tật xấu, dung chứa vô số hạt giống cay chua đắng độc. Dĩ nhiên, những mầm mống ấy sẽ trổ ra những quả khổ gian lao. Bởi thế, đạo Phật rất chú trọng vấn đề tu tâm dưỡng tánh cho chính mình và người. Muốn cứu khổ cho thật tình, chẳng những lo cứu khổ quả mà còn phải trừ nhân khổ cho sớm. Thế mới đúng như định nghĩa đã nói ở trên về chữ bi: bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Chẳng hạn, muốn một người nào khỏi bị cái khổ tù đầy, lao lý, bắt bớ hành hạ, ta phải dạy họ đừng tham lam, trộm cướp, và cần thiết phải biết bố thí, quý trọng của cải của người. Muốn cho người nào khỏi khổ vì sự chia rẽ, sát hại, thù hằn, ta phải dạy họ đừng sân, mà cần phải biết nhu hòa nhẫn nhục. Muốn cho người nào khỏi khổ vì sự ngu si cám dỗ, bốc lột, khinh hèn, ta phải dạy cho họ được sáng suốt, giác ngộ cảnh đời. Khi họ hiểu rồi, tất nhiên không bảo họ tránh khổ, họ vẫn tránh. Muốn cho sự nghiệp lợi tha này được hoàn toàn, người tu hành từ bi còn có bổn phận phải chỉ bảo cho người chung quanh những phương pháp tu hành cho có hiệu quả, như niệm Phật, tham thiền chẳng hạn, để cho tâm địa của họ được tăng trưởng công đức lành. Bốn La Mã: phương pháp quán từ bi.
Trong các đoạn trên, chúng ta đã phân tách ý nghĩa và tác dụng của từ bi. Chúng ta đã thấy được giá trị tốt đẹp và lớn lao của từ bi. Đến đây, chúng ta hãy đề cập đến vấn đề làm thế nào để huấn tập được lòng từ bi. Một trong những phương pháp hiệu nghiệm để huấn tập lòng từ bi là quán từ bi. Quán từ bi có ba tầng bậc thấp cao tùy theo căn cơ của ba hạng tu hành. Một nhỏ, chúng sinh duyên từ. Pháp quán này thường dành cho hạng tu tiểu thừa thực hành. Chúng sinh duyên từ nghĩa là lòng từ bi do quán sát cảnh khổ của chúng sinh mà phát khởi. Chúng sinh tức là muốn nói đến những hạng còn đang say mê chìm đắm trong bể khổ sanh tử, còn đang trói mình trong dòng phiền não nhiễm ô. Chẳng hạn như loài ở địa ngục bị hành phạt đủ điều, ngạ quỷ bị đói khát bức bách, súc sanh bị cảnh giao thớt hành hình, Atula đấu tranh chém giết. Đến như chúng sinh ở cõi trời, tuy vui thú nhưng vẫn còn bị ngũ suy tướng hiện, luân hồi đọa lạc như thường. Và gần hơn hết là loài người cũng chịu không biết bao nhiêu là cảnh khổ, từ vật chất đến tinh thần, từ cá nhân đến đoàn thể, nhất là đối với luật vô thường sanh già bệnh chết chưa ai thoát khỏi được. Đã không thoát được mà lại còn vô tình đi gây chuốc thêm lấy khổ, lắm khi cứ quên mất cái tuổi già, mỗi ngày mỗi chồng chất, thật đáng thương hại. Vậy đứng trước những cảnh khổ của chúng sinh, người Phật tử phải làm thế nào? Phải phát lòng từ bi. Nhưng làm sao cho lòng từ bi ấy được phát? Đức Phật có dạy chúng ta phải quán sát tất cả chúng sinh trong lục đạo mười phương đều như bà con thân thuộc. Đây là phương pháp đầu tiên để hòa hợp với mọi chúng sinh, dùng cảm tình mà tập quán từ bi. Trước kia chúng ta có thói quen là cái gì ngoài ta thì ít khi quan tâm đến. Giờ đây quán từ bi tức là chúng ta đã phá cái vỏ ích kỷ hẹp hòi ấy mà giác ngộ và nhận định rằng thế giới của loài người chúng ta đang ở đây tỉ như một cái nhà lớn, nơi sum họp và đoàn kết của đại gia đình. Vẫn biết rằng nhân loại khác nhau về màu da, chủng tộc, nhưng cái khác đó chẳng qua là khác về bề ngoài. Chứ đã là người thì ai ai cũng có một thân hình xương thịt như nhau, cũng đồng sợ khổ ưa vui, biết xấu biết tốt vân vân. Vì thế đối với người lớn tuổi ta phải kính trọng như ông bà cha mẹ. Người ngang hàng hay tuổi sắp xỉ xem như anh chị em ruột thịt, người nhỏ tuổi hơn nữa xem như con cái cháu chắt. Rộng ra một tầng nữa, đối với chúng sinh trong năm loại, chúng ta hãy xem như những thành phần của đại gia đình là chú bác cô dì. Vẫn biết rằng về hình thức loài người khác với loài khác, và nhiều khi ta không gặp mặt nữa, nhưng xét cho cùng đã là chúng sinh thì tất nhiên đồng chung một nguồn sống, và đã có sống thì tất nhiên đều ham sống sợ chết, đều biết cảm nỗi vui sướng và khổ đau. Gần với chúng ta nhất mà chúng ta có thể thấy, gặp và nhờ cậy được là loài súc sinh. Tuy chúng không biết nói như chúng ta, nhưng nếu chúng ta đối đãi tử tế, chúng cũng biết thương mến và trung thành với ta. Tuy không có học thức, chúng vẫn biết nghe lời ta và giúp đỡ ta trong nhiều công việc nặng nề. Chẳng qua vì nghiệp nặng nên đời này chúng làm súc vật, nhưng biết đâu đời trước chúng không phải là anh em của ta, và sau này biết đâu chúng lại không sẽ là bà con quyến thuộc của ta. Phương pháp tu tập của tiểu thừa này tuy chưa phá được ngã chấp, nhưng cũng đã mở rộng được phạm vi hẹp hòi của cái ngã nhỏ và thể nhập vào cái ngã to hơn là đại gia đình. Rồi từ cái ngã to tình cảm ấy sẽ chuyển dần sang giai đoạn lý trí cao siêu hơn bằng phép quán pháp duyên từ sau đây. Hai nhỏ, pháp duyên từ.
Pháp duyên từ là lòng từ bi do duyên pháp tánh mà phát khởi. Đây là pháp quán dành cho các bậc trung thừa. Hành giả trong khi tu pháp môn này quán sát thấy tất cả chúng sinh cùng mình đều đồng một pháp giới tánh, nên chúng sinh đau khổ là mình đau khổ. Vì vậy, hành giả khởi lòng từ bi cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh. Đến địa vị này, các ngài không còn phân biệt là nam hay nữ, không còn quan niệm mình khác với người, không nghĩ rằng đó là bà con quyến thuộc, chỉ thấy mình cùng người đồng một pháp giới tánh mà thôi. Bồ Tát đã nhận chúng sinh và mình đồng một bản thể, nên khi cứu khổ không cần biết đó là ai, và khi làm không chấp mình đã làm. Chúng sinh có khổ thì Bồ Tát có bi. Sự thông cảm tự nhiên ấy như tình thiêng liêng giữa mẹ và con, hễ có cảm là có ứng. Như tánh sốt sắng của vị y sĩ có lương tâm nhà nghề, hễ thấy bệnh thì liền trị. Với ý nghĩa này, trong kinh Trung A Hàm có tỷ dụ: trước một nạn nhân bị trúng tên độc, việc làm cần kiếp hơn hết của vị thầy thuốc là phải rút tên độc ấy ra lập tức. Ông không cần phải hỏi người ấy tên gì, ở đâu, con ai, cũng không cần coi cây tên ấy là bằng gì, ai bắn, vân vân. Sự cứu khổ cho chúng sinh đối với các vị Bồ Tát đã chứng được pháp duyên từ này cũng như thế, chỉ nhằm mục đích làm sao cho kẻ khác hết khổ được vui mà thôi. Ba nhỏ vô duyên từ. Trong phạm vi bài này, chúng ta chỉ nên học qua hai hạng từ bi trên mà thôi, là lòng từ bi do duyên mình với chúng sinh khổ sở mà phát ra, hay do duyên mình và chúng sinh đồng một thể tánh mà phát khởi. Còn loại từ bi thứ ba, tức là vô duyên từ, là một loại cao siêu đặc biệt của Đại Thừa, chúng ta chưa đủ căn cơ trình độ tu tập. Tuy nhiên, để có một ý niệm đầy đủ về lòng từ bi, chúng ta cũng nên biết qua về loại này. Vô duyên từ là lòng từ bi không có tâm năng duyên và cảnh bị duyên, không còn dụng công, không còn quan sát đối đãi giữa mình với người, mình và vật như hai thứ từ bi trước. Lòng từ bi này xứng theo thể tánh chân tâm mà tự khởi ra bao la trùm khắp, không thiên lệch một nơi nào. Cũng như ánh sáng mặt trời chiếu khắp cả gần xa, không phân biệt thấp cao, không chú ý một nơi nào, chiếu soi tất cả một cách vô tư và không dụng công. Năm La Mã. Lợi ích của pháp quán từ bi. Có người lo rằng nếu ai cũng từ bi thì sẽ trở thành nhu nhược, dân tộc sẽ yếu hèn và sự tham tàn bóc lột sẽ lừng lẫy, vân vân. Lo như thế là quá lo xa mà thành ra không thực tế. Từ xưa đến nay, loài người không phải khổ sở vì quá từ bi, xã hội không phải yếu hèn, đảo điên vì tình thương quá rộng lớn. Trái lại, sự đau khổ của cá nhân cũng như của đoàn thể một phần rất lớn là do lòng người còn độc ác. Một nhận xét không ai có thể chối cãi được là một xã hội càng văn minh thì lòng ác độc càng bớt, tình thương càng tăng thêm. Hay ngược lại, tình thương càng tăng, ác độc càng giảm thì xã hội càng văn minh hạnh phúc. Hãy khoan lo sợ từ bi làm cho con người mềm yếu, mà chỉ nên lo sợ nếu sự thù hằn độc ác không giảm thì loài người chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Khái lược theo kinh Tăng Nhất A Hàm thì người quán từ bi sẽ được những lợi ích như sau. A nhỏ, khi thức hay ngủ đều được yên vui. B nhỏ, hiện tại được nhiều người thương. C nhỏ, sống trong đời không bị tai nạn trộm cướp. Nhưng thực hành pháp quán từ bi không phải chỉ để chúng ta cầu những quả báo lợi ích riêng cho mình và chỉ có bấy nhiêu đó. Mục đích chúng ta tu là cốt làm sao cho chúng ta và mọi chúng sinh trong lục đạo đều khỏi khổ được vui. Và lẽ tất nhiên, trong khi tu, chúng ta sẽ trừ được lòng sân hận độc ác, dẹp được ngã chấp hẹp hòi,
đoàn kết được với mọi người. Đời sống cá nhân và đoàn thể nhờ thế được vui vẻ, có ý nghĩa. C lớn, kết luận. Từ bi là một phương thuốc trị tâm sân hận. Sân hận là đầu mối sát hại ghê gớm, là cái chìa khóa của tất cả kho tội lỗi. Trừ được nó tức là trừ được giết chóc và dập tắt được cái ngòi biến loạn. Bao nhiêu súng đạn và nhất là bom nguyên tử sẽ trở thành vô dụng. Trong nhân loại không còn ai là cựu địch, không còn có giai cấp bóc lột, đấu tranh. Ai cũng là người đáng thương, đáng giúp đỡ. Giữa người và người, giữa người và vật sẽ có một sự liên lạc đoàn kết mật thiết. Con người sẽ vô cùng sung sướng khi thấy xung quanh mình đều là bà con quyến thuộc, bốn biển đều là anh em và cùng chan hòa trong Phật tánh. Hoằng pháp.